Ấy vô, xin chào anh trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chơi tiếp tựa game All Star Tower Defense nha. Thì như anh em đã biết thì chúng ta sắp có một cái đợt update mới, và cái gọi là nhà phát hành của chúng ta đã nhá hàng ra cái unit mà sắp được nâng cấp. Đó chính là unit mà Dio nghe anh em. Đấy, Dio là con này anh em, mà Dio anh em ạ. Và để mình cho anh em coi cái hình ảnh cái đã, không thôi anh em bảo mình bốc phét nữa. Đây là cái hình ảnh mà gọi là nhà phát hành đã gọi là đăng lên nghe anh em. Thì đó là của một cái ông gọi là dev rất là nổi tiếng. Ông đó là ông Takomura. Ông này thì mình đã nói rất là nhiều trong những cái video dự đoán rồi. Cái ông này có tweet một cái gọi là hình ảnh cũng có của cái hình Dio nè, và anh được rất là nhiều like anh em ạ. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng gọi là đi farm cái nguyên liệu của Dio thôi. Dio thì tôi nghĩ là cái nguyên liệu của nó thì đương nhiên sẽ nằm ở cái map Vampire, và cũng như là nó sẽ có thêm một vài cái con mà gọi là ở ngay cái map mà kế cuối anh em. Tại mình thấy là cái map kế cuối anh em có rất là nhiều cái con mà cần cái nguyên liệu đó, chẳng hạn Sasuke hay là cái con Sasuke hay con Naruto anh em, người ta hay chèn vô cái map cuối lắm. Và giờ mình chưa có đi xong cái ải nữa anh em ạ. Đó là hôm nay mình sẽ gọi là đi cái map Vampire Extreme cho anh em, gọi là tiết kiệm thời gian đi farm nhé anh em. Đây là cái map mà mình nói này anh em ạ. Nhưng mà hôm nay mình không có đi map này, mình sẽ đi cái map Vampire anh em ạ. Rồi, và Vampire của chúng ta cũng có thêm cái rương này anh em. Mình sẽ đi hai cái cho anh em coi thử coi là cái rương này mình sẽ nhận được gì nhé. Rồi thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu video thôi. Bạn cần mua Robux giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k Robux. Bạn chơi game gà và bị hội anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ kèo thôi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Rồi nè mà thì do là chúng ta đi cái map này là cái map có mà cái phần thưởng thêm, tức là cái rương á anh em, cái rương báo ấy, nên là chúng ta sẽ bị gọi là thay thế một con ở trong đội hình thành một cái unit khác nha anh em. Và cái con mà mình bị thay thế trong đội hình là cái con như anh em có thấy là cái con on wing nè, nó bị thay thế bằng con Nami anh em ạ. Thì thôi nói chung là không có boost dam thì cũng chịu anh em ạ, chắc là nó cũng không có mà quá là nghiêm trọng đâu. Thì anh em gọi là để cho anh em biết về cái cơ chế mà gọi là cái đương thưởng này thì mình sẽ nhắc nhẹ cho anh em nhớ nha. Đó chính là khoảng 2 tiếng một lần thì sẽ có một cái map và nó sẽ có cái đương thưởng ở đó. Khi mà anh em chiến thắng cái map đó thì cái phần thưởng sẽ được nhảy vào túi đồ của anh em. Và cái chế độ rương thưởng đó ở những cái map trên nó rất là khó anh em, nên là anh em khó lòng nào mà có thể đi được cái chế độ Extreme, nên là mình khuyên thật là đừng có đi chế độ Extreme anh em. Ở cái map này nếu mà anh em gọi là đủ mạnh thì anh em có thể bích cái chế độ Extreme được, chứ mà khoảng cái map từ thứ 10 trở lên mà anh em bích cái chế độ Extreme thì đó sẽ một cái thử thách khá là lớn đấy anh em ạ. Rồi, cái đó là cái phần đầu tiên về cái rương thưởng anh em. Còn đây là cái mà vấn đề mà tôi muốn nói, đó chính là cái map này, cái map của mà Jojo, tức là cái map mà mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có nguyên liệu của nó. Thì đương nhiên rồi, cái những cái nào mà gọi là những cái con mà anime khác, kiểu như những con mà ngoài ở trong game mình không có map á, nhưng mà con Zenot nè nó không có thì nó sẽ mượn từ những cái bộ những nguyên liệu từ những cái bộ khác. Còn những cái map nào mà có thì chắc chắn là nó sẽ sử dụng cái nguyên liệu từ cái map đấy, nên là mình nghĩ là anh em nên đi cái map này để kiếm nguyên liệu trước đi ha anh em. Và cũng như là anh em có thể nhét một vài con gọi là thừa vào để gọi là tăng cái sức mạnh cho những con đó. Chứ mình thừa một slot này mình đã gắn cái con Death Note vào để mình tăng cái sức mạnh cho nó. Do là chúng ta đi cái chế độ thường thì chúng ta sẽ có được thêm một số lượng kinh nghiệm nhất định, nên là anh em cứ đem vô để gọi là tăng kinh nghiệm đến thôi. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ nhẹ nhàng up farm lên, và ở cái quay thứ 4 này chúng ta sẽ đối đầu với cái con pháo full. Thì chúng ta sẽ cố gắng gọi là up lên để thủ pháo full được anh em ạ. Up thôi. Mà mình nghĩ là chắc là cũng không quan trọng đâu, tại vì pháo full thì nó đi cũng mà quên nó chế độ Extreme thì đi hơi nhanh, nên là chúng ta nên gọi là đầu tư một ít cái gọi là tiền vào thủ anh em ạ. Mấy con quái ở trong cái chế độ mà Extreme thì cái lượng máu nó tăng tiến rất là nhanh nha anh em, nên là anh em nên cẩn thận một tí xíu. Cũng như là mình nghi là thế nào cũng có pháo full 2 anh em, nên là mình sẽ gọi là dồn tiền nâng lên thêm một cấp nữa để phòng thủ cho nó đỡ khổ lại xíu. Rồi thì anh em cũng nên chú ý cái việc farm của mình. Thật sự thì ở trong cái mà cái map mà mấy cái này thì có nhiều anh em bảo mình là farm Saber thì nó sẽ ngon hơn ở trong cái story. Còn nói thật thì Saber cũng được, nhưng mà mình thì mình chuộng con Bulma hơn. Con Bulma thì chúng ta up nhiều cấp nó cũng nhanh hơn, tức là chúng ta không cần phải gọi chạy tới chạy lui đặt nhiều con ra. Ở cái quay 5 thì nó xuất hiện con pháo full 2 anh em. Mình thì sẽ hướng dẫn anh em gọi là một cái gọi là cái line up mà tem chuẩn để anh em đi cái Infinity đi cái story nhanh nhất. Gần như cái đội hình mình là cái đội hình mà mình thấy khá là chuẩn hết đó anh em ạ. Chỉ cần thay cái con này thành con Nami thôi, và cũng như là hai con này thành con rau đen. Ê, con này thành con bút đam và con này thành con rau đen là anh em mình có thể chơi game thả gà đó anh em ạ. Nhưng mà do là mấy cái map này mình thấy là nó cũng yếu, không có cần rau đen nên mình không đem theo rau đen anh em. Chỉ cần khoảng cái đội hình là được. Thì với cái tem mà có con Zenot mà cấp khoảng cao cao xíu, cấp 60 trở lên thì tôi nghĩ là anh em có khả năng là bao hết những cái map ở trong game rồi. Zenot là một trong những cái con mà thủ rất là ngon anh em ạ. Thủ đầu ngon mà cũng như có lượng sát thương đầu ra cũng thuộc hàng khủng chứ không phải là yếu. Rồi thì anh em có thể lựa chọn cái việc gọi là up cái con Zenot là lên thêm một cấp hoặc là ra thêm nhiều con Zenot thêm để phòng thủ. Riêng mình thì mình nghĩ là mình sẽ ra thêm một vài con Zenot để đỡ cái tuyến này cho thật là ngon. Sau đó chúng ta sẽ ra một con này để tăng cái gọi là khả năng gọi là nướng mấy cái con boss, cũng như là đem theo con này để tăng cái khả năng mà diệt quái nha anh em. Đấy, đây là cái chiến thuật của chúng ta. Đơn giản thôi anh em, quan trọng là anh em phải gọi là biết được cái quân của mình nó mạnh ở cái thời điểm nào anh em ạ. Chứ mà anh em kiểu như cái nào anh em cũng gọi là đặt ra hết thì không được. Cái tem của anh em thì nó phải chia giữa mà hỗ trợ và cũng như AD, nó phải là một cái đội hình hoàn chỉnh ấy mà. Nếu mà anh em đi tem á nha thì anh em gọi là không có cần phải suy nghĩ việc đó, anh em bàn luận trước với đồng đội của anh em chỉnh một cái tem hợp lý. Còn ở đây là mình đi solo nên là chúng ta cần phải gọi là cân bằng một cái đội hình thật là hợp lý để chúng ta đi anh em ạ. Rồi thì cứ từ từ thôi anh em. Đội hình này thì mình nghĩ là còn khá là khỏe đấy mà, mấy con quái này nó vẫn có chưa quá là mạnh đâu. Đấy, chứ chủ yếu là chúng ta đi farm trước để có nguyên liệu chúng ta úp với con Dio. Rồi, úp con này lên một cấp, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu ra cái con này để gọi là anh ta tăng cái sát thương nha anh em. Con này thì mình nhớ là hình như là có cái lần nâng cấp tiền khá là đắt đấy anh em, chứ không phải là rẻ đâu. Mà thôi, cứ từ từ đi anh em, nâng lên trước thủ cho đã anh em. Với lại anh em cũng khá thích cái nhân vật này, mình cũng ra cho anh em coi. Con này thì nếu mà chúng ta nâng lên cấp cuối cùng sớm thì chúng ta sẽ được tăng đam khá là ngon nha anh em ạ. Ở cái cấp độ 81 của mình thôi, anh ta đã tăng được khoảng 1000 đam. Hình như mình nhớ là 900 đam chứ. 900 đam một quay anh em ạ. Mong là có anh em nào mà gọi có cấp 150 thì cho anh biết là cái con này up lên cấp 150 thì nó bao nhiêu đam nhé. Mình thì không có rảnh ẹp mình up nên là mình hỏi anh em cho nó nhanh. Đấy, 11k đam nữa anh em. Lượng sát thương gọi là cũng rất là vượt trội với cái lượng tiền mà chúng ta bỏ ra. Rồi, up pha một tí, sau đó chúng ta cứ dư ra thì chúng ta up cái con này thôi. Tầm quay 10 thì chúng ta ngưng farm là đẹp anh em ạ. Có thể farm thêm, nói chung là anh em lúc đó thì anh em cũng có thể farm thêm, nhưng mà mình nghĩ là cái quay 10 thì anh em nên ngừng cái việc farm lại, tại cái map này nó cũng dễ anh em ơi. Rồi thì nãy giờ chắc là mấy con quái này thì mình thấy là nó cũng không phải là quá mạnh đâu, hoặc là quân mình nó mình đem cái quân nó hơi bị OP xíu nên là mình dọn mấy con quái này cũng hơi nhanh. Đấy thì anh em cũng cố gắng gọi là farm thêm cho mình một vài cái nguyên liệu của cái map layer nghe, cái map mà kế cuối á. Thì mình thấy là cái nguyên liệu của cái map đó rất là cần thiết cho những cái mà lần nâng cấp quân. Không nâng cấp những cái con mà kiểu như Naruto thì không nâng mấy cái con, giả sử mà không ra Dio đây ha, thì anh em có thể chừa nó để nâng Naruto hoặc là cái con mà Sasuke cũng được anh em ạ. Rồi thì mình đã nâng lên con này nâng cấp cuối cùng và anh ta sẽ bắt đầu gọi là tăng những cái lượng, bắt đầu sẽ boost cho những boost đam ở mỗi quay anh em ạ. Con này là cái con mà boost đam mỗi quay mà thứ 3 của game anh em. Chúng ta sẽ có là cái con Cellman mà năm sau á, con Scano là cái con đầu tiên và tiếp theo là con Broly nha. Và con Scano thì nó cộng 36 đam mỗi một level ở cái cấp 80 và cái con cái này anh em có thấy nè ha, tăng lên 901 đam nè anh em, chứ tại mình mới là một cấp á. Con Scano thì là 36 đam, con Broly là 300 đam và cái con này thì anh em có thấy hồi nãy đó là 900 đam anh em ạ. Rất ổn luôn. Anh em có thể tăng cái cấp con này lên, mình nghĩ là nâng một vài cấp lên thì anh ta có thể lên được 1000 đam đó. Con Rimuru nè, mình không biết là gọi là xưng hô là anh hay là cô ấy nữa, tại con này thì cái gọi là nó bị lưỡng tính anh em, nó là vô tính chứ không phải là lưỡng tính nữa, nó là vô tính mà, nên là mình nghĩ là xưng sao cũng được anh em. Nên là thôi mình cứ xưng là anh ta đi ha, tại vì ở kiếp trước anh ta là địch mà. Đấy. Rồi thì có con này ra mình thấy là cái game này nhàn hẳn anh em ạ. Nếu mà được thì anh em cứ gọi là farm cho vui thôi cũng được. Đấy, hoặc là nếu mà anh em có thích vào farm đam thì anh em có thể gọi là đặt cái con này nè, con này mà phiên bản mà năm sau đó anh em. Đó, anh em ký một cái thì anh em cũng khoảng mấy trăm đam anh em, khoảng mười mấy triệu đam chứ. Cũng ổn chứ không phải là không ổn, nhưng mà thừa, mình thấy cái điều đó hơi thừa anh em ạ. Farm tàn gì nó cũng ngon rồi chứ không phải là không ngon đâu. Đấy, 12. Bây giờ thì thêm 3 quay nữa thôi là chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Cho anh em coi cái phần thưởng đó là gì, cũng như là cho anh em gọi là coi phần thưởng là gì, và cho anh em coi thử coi là cái gương báo thì nó có ra được hàng ngon hay không. Cái gương báo thì 2 tiếng một lần và cái map thì nó sẽ là ngẫu nhiên, và cái số lượng mà cái nó sẽ gọi là bỏ một cái con trong đội hình của anh em thì anh em nên lưu ý cái vấn đề gọi là bỏ một con trong đội hình nhé, vì có thể nó sẽ bỏ một cái con đó quan trọng á. Giả sử cái tem mình đi mà nó bỏ đi cái con Zenot của mình thì thủ đầu nó hơi bị khúm núm đấy, chứ không phải là đùa đâu, là thủ E nữa chứ. Ừ đúng rồi, thủ đầu khúm núm, thủ E nữa anh em ạ. Khó làm nào mà ở cái quay 6 chúng ta có thể thủ E được, nên là nếu mà anh em hơi rén thì đi mấy cái khơi lương báo anh em nên kêu bạn anh em đi theo để gọi là bạn anh em không có bị đổi quân. Hình như là bạn anh em cũng bị đổi quân nữa, nhưng mà có thể là hai người nó không có bị đổi cái con E và chúng ta sẽ có thể chiến thắng được anh em ạ. Ở những cái map mà sau Kirito anh em tầm quay 1 thì nó ra quái bay cho rồi, nên là cũng hơi đáng sợ đấy chứ không phải là không đáng sợ đâu. Nãy giờ mình nói anh em đừng có farm mà mình gọi đấm farm hoài, tại mình thích anh em ạ. Cái con Zenot này là cái con mà duy nhất mình không review luôn anh em ạ. Mà bà mẹ nó, cái con Zenot này là một trong những cái con mà MVP của cái lần nâng cấp đó luôn anh em. Mình để ý là mấy con là mình không review anh em, mấy con đó hay MVP lắm. Ngày xưa mình không có review con Kuma nè, con Kuma nó mạnh vải trưởng luôn. Giờ thì mình lại không có review con Zenot, con Zenot nó cũng mạnh vải trưởng luôn. Mình sẽ cố gắng gọi là review hết tất cả các con. Lần nâng cấp trước thì hơn là mình không review con Boruto. Mình thấy là con Boruto hơn là cái con Boruto nó không có mạnh, chứ con Boruto mạnh chứ mình tức lắm anh em ạ. Phải nói là rất là bực bội trong lòng luôn. Rồi bây giờ thì nâng cái con này lên. Đấy, được bao nhiêu hay nhiêu. Con này máu của nó là 27k. Ui, thoải mái. Tầm này 15 mình giác cái đội hình này vô mình giả mấy con này thì mấy con này chịu sao nổi ta. Chết mẹ không. Nữa là video hướng dẫn. Nữa là video hướng dẫn mà làm cái kiểu này chắc chết quá ta. Mình đem cái đội hình OB thật sự anh em mà. Cái nói chung là cái đội hình mình thì nó có thủ đầu ngon và nó có thêm một cái con mà kiểu carry mà khủng như con này thì cũng được anh em mà. Thật sự thì có nhiều cái sự lựa chọn mà để anh em uy tín, để anh em cho vào carry hơn, nhưng mà mình thấy là con này cũng ổn anh em mà. Giá tiền nó cũng không phải là quá là đắt đâu. Con này thì mình nghĩ là nếu mà có mà thay thế thì mình sẽ thay thế nó bằng con Luffy thôi, tại cái giá tiền 20k thì con Luffy thủ cũng khá là ổn chứ không phải là không ổn đâu anh em. Đánh nhanh hơn con này một tí và cái lượng đam thì nó hơi cao hơn một xíu nữa, nó sẽ ổn hơn một tí thôi. Mà con này thì dùng vẫn ổn nha anh em. Con Rimuru này thủ AoE thì nó dùng vẫn ổn chứ không phải là không ổn đâu. Rồi cố lên, tầm một tí nữa thôi là chúng ta sẽ chiến thắng cái ải này và sở hữu ngay cho mình những con hàng mà ngon nghẻ. Cố lên. Con Nami này đặt ra cho vui. Con Nami này thì tiến quá lùi nha anh em. Anh em thấy nè, mới đầu vô 2 giây tốc đánh phải không? Đừng hỏi tăng tốc đánh lên thành 4 giây. Và thì nếu mà tăng tốc đánh lên thành 4 giây thì cái DPS nó sẽ bị giảm anh em ạ. Nhưng mà không biết sao mà nhà phát hành cũng có thể mà chế ra cái kiểu mà tiếng quá lùi nữa anh em ạ. Giống con Piccolo anh em, bà mẹ đang chữa ngon lành, chuyển cái dạng kia xong chuyển thủ địch luôn anh em. Rồi con này thì 300.000 máu thôi, cái lượng máu nó rất là ít anh em ạ. Chúng ta có thể gọi là làm gỏi con này trước khi mà mấy con chắc là không được, trước khi mà mấy con quái nó spam hết anh em. Con này có siêu chiêu Situn anh em ạ. Nó mới Situn mấy con quái của mình nhưng mà nó cũng thua cái bên rồi. Team 2 đòn đánh nữa là xong. Đấy, vậy là chúng ta đã gọi là farm xong cái map này nha anh em. Chúng ta sẽ sở hữu được gọi là 3 cái con, rồi chúng ta được một ít tiền nè. Chúng ta sẽ được gọi là 3 con vampire anh em. Thì 3 con vampire thì đương nhiên sẽ không đủ cho anh em gọi là nâng cấp con Dio đâu. Đó là mình khuyên anh em là nên farm cái map này extreme khoảng 5 tới 6 lần thì nó sẽ gọi là có cái nguyên liệu dư ra cho anh em gọi là nâng cái con này. Còn nếu mà anh em thích nữa thì anh em có thể sử dụng những cái con nguyên liệu này để nâng cái con Zotaro lên cũng được. Rồi thì đó là cái video của mình gọi là hướng dẫn cho anh em cũng như là thông báo cho anh em biết con Dio nó sắp lên gọi là 6 sao. Thì nếu mà anh em có ý tưởng làm video đó, để là comment cho mình sẽ làm nó sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.